này là khá hay bức. Timothy Thành Lương rất hay, đánh đều 1-0 dành cho câu lạc bộ Đà Nẵng, và đó là bàn thắng của Timothy Anjebe. Nhìn hơn như chúng tôi đã phân tích, nhờ khả năng kiểm soát tốt hơn, chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng của Timothy Anjebe. Thành Hương chuyền bóng rất chuẩn xác và bóng đã chạm vào mép trong cột dọc. Filani rất nguy hiểm, một đều, bàn thắng tuyệt vời của BKM Bình Dương. Đó là pha chạm bóng cực kỳ kỹ thuật của Udo Fortin. Trận đấu trôi qua được 15 phút và đã có hai bàn thắng được ghi, tất cả đều rất đẹp mắt. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền tuyệt vời của Filani và một pha chạm bóng cũng rất tinh tế của Đồ Fortun. MUC đã không thể kịp, và đó sẽ là một điều kiện thuận lợi để hai đội thi đấu. Filani, Brian Omoni, oh! 2-1 dành cho BKM Bình Dương. Pha lập công là của Tăng Tuấn. Bản hợp đồng mới của ở trong tình huống này thì Đồ Fortin đã không kịp thời áp sát, thế nhưng sự có mặt kịp thời của Tăng Tuấn đã mang về. Đường chuyền của Trung Sơn, cầu dứt điểm, 3-1 dành cho BKM Bình Dương. Và lại là Tăng Tuấn là người mang đến niềm vui cho đội chủ nhà. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng được gỡ hòa, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Tăng Tuấn cho BKM Bình Dương. Một cú đá chéo góc rất